Xin chào tất cả các anh chị em nhé. Hôm nay hệ thống đồ hồ Zerwatt lại lên sóng để review giới thiệu cho anh chị em 7 mẫu đồng hồ Julius đến từ Hàn Quốc có giá công nhân, gần như ai cũng sẽ mua được mẫu đồng hồ này. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ xem trực tiếp từng sản phẩm một anh chị em nhé. Đến mấy mẫu đầu tiên, chúng ta hãy xem ngay một em. Trước mắt anh chị em là một mẫu đồng hồ nữ rất là đẹp, có mặt màu đỏ, chức năng là gồm có số, số rất rõ ràng luôn. Đấy, lịch ngày, đấy, trong mặt thì có đính cả những ngôi sao li ti, rất là đẹp, được thiết kế cực kỳ thời trang luôn. Đấy, mẫu mới nhất hiện tại của chúng tôi. Thì dây là dây lưới anh em chị em nhé, dây là dây lưới là thép không gỉ 316L, mạ PVD màu vàng hồng, độ dày của em nó chỉ khoảng 6mm. Và khóa này, khóa cài đây. Đấy, khóa đây, logo của hãng này, chúng ta xem chi tiết em nó. Đây, mặt đáy này, đây anh chị em này, mặt đáy bao giờ cũng có tem chống giả của hãng này. Đây anh chị em này, đấy, tem 7 màu có logo của hãng luôn, và thông số kỹ thuật nằm ở đấy này. Đồ chứa nước của em nó là 3ATM, vâng, cho phép bạn đi mưa rửa tay thoải mái. Mặt kính khoáng chống xước anh chị em nhé. Vâng, em nó thì có giá bán là 1.049.000. Vâng, ở đây hệ thống đồng hồ Zerwatt chúng tôi đang có chương trình rất là đặc biệt dành cho anh chị em. Để sở hữu em đồng hồ này, chúng tôi sẽ tặng ngay một chiếc kính, tặng ngay cho anh chị em một chiếc kính hàng hiệu đến từ Hàn Quốc luôn. Vâng, đây anh chị em này, đó, có trị giá là 650.000, cực kỳ thời trang và cực kỳ đẹp. Và khi anh chị em mua một chiếc đồng hồ trị giá là 1.049.000 này, vâng, chúng tôi sẽ tặng ngay một chiếc kính hàng hiệu cho anh chị em. Vâng, hiểu được những khó khăn của cả anh chị em, cho nên giờ bắt chúng tôi cũng làm chương trình tri ân đến anh chị em khi sở hữu một chiếc đồng hồ là sẽ được tặng ngay một chiếc kính. Đấy là một cái chương trình cực kỳ đặc biệt anh chị em nhé, từ trước giờ chưa hề có luôn, cho nên anh chị em hãy nhanh tay đặt hàng để sở hữu ngay em nó. Chương trình này cũng diễn ra là hết quà tặng là chúng tôi sẽ cũng sẽ dừng chương trình thôi. Thì anh em có thắc mắc gì hay cần muốn hỏi cái điều gì thì cũng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho anh em nhé. Vâng, sang cái mẫu đồng hồ thứ hai, đây là một mẫu đồng hồ phiên bản là màu nâu, dây màu tím nâu. Đấy, đây trước mắt anh chị em này, một phiên bản được thiết kế mặt rất là đơn giản. Đấy anh chị em nhìn xem, thiết kế rất là đơn giản luôn. Đấy, ở phần vỏ thì mạ vàng hồng và dây là được kết hợp giữa màu, gọi là màu nâu đậm đi, vâng, anh tím. Đấy, khóa đây, size mặt của em nó có 28 thôi anh chị em nhé. Vâng, 28 thì phù hợp với tất cả cổ tay của anh chị em. Đấy, của chị em luôn. Vâng, thì giá của em nó đây, đấy, mã em nó là GA1104LD, màu nâu. Đấy, giá là 949.000 đồng. Đấy, giá 949.000 đồng anh em nhé. Và còn đằng mặt sau này, thông số kỹ thuật này. Đấy, nhập khẩu bởi này công ty thương mại và dịch vụ Tân Thời Gian là vàng. Đấy, có địa chỉ này, Nguyễn Thiện Thuận, quận phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Và có số điện thoại các thứ ở đây. Thì ở đây tôi bán là hàng chính hãng, cho nên nó có đầy đủ các thông số cho anh em. Và khi anh em mua thì hoàn toàn yên tâm đã khi mua cái sản phẩm này bên tôi anh chị em nhé. Trong cái mùa dịch này thì đây là một cái sản phẩm mà để mà làm cái quà tặng rất là tốt rồi anh em, anh chị em ạ. Thì ví dụ chẳng hạn như trong cái dịp 20 tháng 10, 20 tháng 11, anh chị em có thể mua xong để cho tặng cho thầy cô này, tặng cho thầy cô này, hoặc là tặng cho bạn bè hoặc bạn gái, người thân. Một mẫu đồng hồ này thì rất là tốt luôn, bởi vì chúng tôi cũng thật sự ra bán rất là nhiều cho anh chị em khi mua những cái mẫu đồng hồ của thương hiệu Julius này, tặng cho người thân hoặc bạn bè cũng như là thầy cô, nhưng nhân những cái dịp lễ lớn hoặc là những cái dịp mùng 8 tháng 3 đều là rất ok anh chị em nhé. Thì ai có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể gửi trực tiếp cả hình ảnh sản phẩm cho anh em. Vâng, thì đi kèm với sản phẩm này thì nó đều có là được tặng thêm cây kính này. Vâng, được tặng thêm một cây kính anh chị em nhé. Anh chị em mua đồng hồ sẽ được tặng ngay một cây kính giá trị gần như tương đương bằng một cái đồng hồ đấy anh chị em này. Vâng,
Đấy, mua một cái đồng hồ 949.000 là được tặng ngay một cây kính 650.000, hàng chính hãng. Đấy, bảo hành 12 tháng cho anh chị em. Vâng, sang đến mẫu đồng hồ thứ ba. Đây là một mẫu đồng hồ rất là đẹp luôn, rất là xinh luôn. Đây, đây là một mẫu đồng hồ anh chị em nhìn em, rất là xinh luôn. Mặt được chém cạnh kim cương này, lấp lánh luôn. Dây được thiết kế đính đá ở phần đầu gối dây. Mẫu này tôi bán rất là chạy anh chị em nhé. Vâng. Này, rất là đẹp luôn, khóa này. Mẫu này thì những cái bạn cổ tay nhỏ đeo rất là đẹp. Vâng. Bởi vì mẫu này nó rất là nhỏ, cho nên nếu mà chị em nào ví dụ thích nhỏ nhỏ xinh xinh thì đeo mẫu này rất là đẹp. Kích thước có là 22 thôi. Tôi đánh giá nó có màu vàng và màu bạc, màu nâu, nó rất là nhiều màu khác nhau. Anh chị em có thể là bảo là tôi thích cái mẫu này nhưng mà tôi thích màu này, thì anh chị em có thể comment dưới video hoặc là gọi điện trực tiếp cho chúng tôi để chúng tôi gửi hình ảnh trực tiếp cho anh chị em. Đấy, thì em này thì giá của nó thì cũng rất là giá công nhân luôn. Vâng, có 979.000 thôi ạ. Mã của em nó là GA1103A, màu bạc. Đó. Mặt được thiết kế rất là đơn giản, rồi có một chấm đính đá ở cọc số 12 giờ và còn đâu là thiết kế là vạch số, rất là đẹp luôn. Đấy, mặt sau thì cũng đều có là tem chống giả của hãng. Đấy. Thì khi anh chị em mua thì cũng đều được tặng một cây kính, và đều được tặng một cây kính cho anh chị em, trị giá 650.000. Vâng, như đầu chương trình tôi đã nói rồi, mua bất cứ một cái đồng hồ nào ở đây chúng tôi sẽ tặng một cây kính trị giá 650.000 cho anh chị em. Hãy nhanh tay đặt hàng ngay anh chị em nhé. Vâng, sang đến mẫu đồng hồ thứ tư. Trước mắt anh chị em đây là một mẫu đồng hồ có giá siêu rẻ luôn. Siêu rẻ luôn. Đây anh chị em này. Rất rẻ luôn. Em nói là có mã là GA732B. Có giá 477.000. Vâng, chỉ 477.000 là anh em sẽ sở hữu ngay một chiếc đồng hồ chính hãng đến từ xứ sở Kim Chi. Được thiết kế rất là tinh tế. Mặt màu đen sang trọng, dây lụa rất là đơn giản, dễ đeo. Mấy trăm nghìn thì anh chị em nghĩ là đeo một cái sản phẩm như thế này thì quá tuyệt vời rồi anh chị em ạ. Giá rất là công nhân, và công nhân ai cũng mua được. Cực kỳ rẻ, cực kỳ đẹp đây. Đấy. Đây anh chị em có thể nhìn trực tiếp này, phần đáy này. Cạnh này. Đấy. Mặt này, dây này, khóa này. Đấy. Rất đẹp đúng không ạ? Giá rất là rẻ luôn. Vâng, khi anh chị em mua thì cũng theo chương trình tôi cũng sẽ tặng luôn một cây kính. Vâng, trị giá 650.000 tặng cho anh chị. Vâng. Anh chị hiểu rằng là đây là một chương trình cực kỳ là tuyệt vời để cho anh chị có thể là sở hữu trong cái mùa dịch hiện tại đang diễn ra ở Việt Nam mình. Đây là một chương trình tri ân rất là ok cho anh chị em. Sang đến mẫu đồng hồ thứ 5. Đằng trước mắt anh chị em đây là một mẫu đồng hồ Rolex có thiết kế rất là hay luôn này. Mặt cũng được chém cạnh dạng kim cương luôn này. Đấy, chém kim cương lấp lánh luôn. Dây thiết kế màu đen. Dây thiết kế màu đen, mặt vàng hồng. Thiết kế rất là đơn giản, mặt số rất là tinh tế. Đấy, giờ phút giây và vạch số. Mặt màu xanh, kiểu dạng xanh đậm. Đấy, không phải màu đen anh chị em nhé, mặt màu xanh đậm. Vâng, em nó độ dày của em nó thì khoảng tầm 6-7mm thôi. Vâng, còn mặt của em nó là, vâng, chỉ có 26 thôi. Mặt của em nó 26 anh chị em nhé, phù hợp với mọi cổ tay của người Việt. Cổ tay trung bình của người Việt là đeo em này rất là đẹp luôn. Giá của em nó này, giá của em nó chỉ có 989.000. Vâng, mã em nó là GA1225D. Giá cực kỳ sinh viên, cực kỳ công nhân luôn. Mình không thể, vâng, mình không có tiền mua được cái thương hiệu đắt thì mình có thể mua những cái thương hiệu đến từ Hàn Quốc này. Đấy là một cái sự lựa chọn quá là thông minh luôn anh chị em ạ. Kèm với chương trình thì vẫn được tặng thêm một cây kính. Vâng, anh chị em nhé, tặng thêm một cây kính. Một cây kính thời trang. Đấy, trị giá 650.000. Hàng chính hãng cũng đến từ Hàn Quốc, cực kỳ đẹp luôn. Đây anh chị em này, rất là đẹp luôn nhé.
sang đến mẫu đồng hồ thứ 6 này. Đây, trước mắt anh chị em đây là một mẫu đồng hồ Rolex phiên bản màu bạc. Đấy, phiên bản màu bạc này. Rất đẹp luôn này. Đấy, dây lụa. Đó, chất liệu là thép 316L. Đó. Em nó đây, mặt đáy đây. Em này thiết kế là mặt kính phẳng. Đấy. Vâng, mặt kính khoáng. Size mặt của em nó này 32. Vâng, size mặt 32. Phù hợp với bạn nào thích dáng hơi to một chút, cũng như là bạn nào thích sự khỏe khoắn thì đeo em này rất là đẹp luôn. Đấy. Hoặc là bạn nào có cổ tay to một chút, độ trung bình trở lên thì đeo em này rất là đẹp. Vâng, bạn nào có khoảng tầm 45 cân trở lên là đeo em này cực kỳ đẹp. Vâng. Thì giá của em nó này cũng là 990.000. Vâng, GA1058A. Có đi cùng chương trình thì cũng đều tặng một cây kính anh chị em nhé. Đây, đều được tặng một cây kính hàng chính hãng luôn. Đấy, đi kèm với sản phẩm được tặng một cây kính luôn. Đấy, còn về chế độ bảo hành báo cái thì tí tôi sẽ nói sau với anh chị. Sang đến mẫu đồng hồ cuối cùng của trong buổi review ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ màu vàng kim. Đây là một mẫu đồng hồ vàng, màu vàng kim. Rồi, lấp lánh luôn, phiên bản mặt vuông, mặt chữ nhật. Đấy, núm được đính đá này, như đá ruby rất là đẹp luôn. Kính màu vàng, mặt màu vàng, dây màu vàng. Vàng từ A đến Z luôn, rất là đẹp, bạn nào mà thích màu vàng. Đấy, thực sự hào nhoáng một chút thì đeo mẫu em này rất là đẹp. Em này cũng rất là nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Kích thước của em nó này có 20 này, nhân với 20 nhân 25, 40-45 cân lên là đeo đẹp. Em nó thì có giá này là có 829.000, mã em nó là GA1013B màu vàng. Đấy, để đi cùng với chương trình là để được tặng một cây kính. Ở đây tôi sẽ đi kèm với sản phẩm thì anh chị em cũng biết rồi, thường là hàng chính hãng bao giờ cũng gồm có hộp này. Đây, một chiếc hộp chính hãng. Đây, hộp dưới lớp chính hãng đây anh em nhé. Đó. Đấy, để đựng sản phẩm. Đây là một chiếc hộp chính hãng đi kèm với sản phẩm nhé. Hoặc là đây, nó có hai loại hộp anh chị em ạ. Vâng, đây cũng là một loại hộp. Đấy, để anh chị em đựng vào. Thì cái hộp này nó có cái hay của nó. Thì đây, tôi sẽ mở cho anh chị xem. Đấy, thì anh chị em để một cái đồng hồ vào đây giống như thế này, tôi sẽ để thử cho anh em nhé. Đây, mình sẽ để cái đồng hồ ở đây này. Đấy, đấy, nó như thế này rất là đẹp luôn. Khi anh em có thể là không được đồng hồ nữa thì anh em có thể là mình cắt một cái ảnh ấy, mình để vào đây. Đấy, cái ảnh ấy mình để vào đây cho mình đóng vào, cho mình có thể để trưng bày như thế này, để trưng bày đây. Đấy, mình có thể để trưng bày trên bàn hoặc là trên đầu giường, các thứ rất là đẹp luôn. Đấy là cái khung này có thể để làm cái khung ảnh luôn, rất là đẹp và xinh nhỏ nhỏ, ví dụ ảnh hai vợ chồng hoặc ảnh con cái rất là đẹp luôn. Đi kèm với sản phẩm có thẻ bảo hành đây. Đây là một cái thẻ bảo hành chính hãng do công ty Thời Gian Làm Vàng cấp cho chúng tôi. Đây, trung tâm bảo hành thì có địa chỉ là 207B Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, có số hotline rõ ràng. Đấy, đây là những cái điều kiện chính sách bảo hành. Còn bên này sẽ điền những cái thông tin. Ở đây thì tôi cũng review với anh chị em luôn là thời gian bảo hành này là bảo hành thay dây miễn phí được một lần này. Đấy, trong vòng 12 tháng. Đấy, thay pin miễn phí 5 năm. Đấy, một cái chương trình rất là thơm tho dành cho anh em. Còn đây là điền những thông tin của khi mà anh chị em mua thì sẽ điền những thông tin của anh chị em vào đây, ngày mua các thứ. Còn đây là một cái tem xác thực hàng chính hãng đây. Đấy, khi anh em mua thì sẽ cào ở đây, cào cái này ra. Thì cái mã ở đây thì anh chị em sẽ nhập theo cái cú pháp tem vỡ này như thế này, thì anh chị em sẽ kích hoạt bảo hành điện tử luôn, hoặc là xác thực, anh chị em sẽ xác thực đây là hàng chính hãng hay không. Ngoài ra nữa thì kèm với sản phẩm thì gồm có túi, có túi chính hãng của Rolex luôn. Đây anh chị em này, chính hãng đi kèm với sản phẩm anh chị em nhé. Vâng, còn đây là quyển sách giới thiệu những cái mẫu sản phẩm đang hiện tại đang hot trên thị trường. Đây anh chị em này, rất là nhiều
mà toàn mẫu là các em Hàn Quốc xinh tươi đeo đây này. Vâng, toàn là những diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc làm đại sứ cho thương hiệu Julius này. Đây anh chị em này. Ok, thì trên đây thì tôi đã review xong 7 mẫu đồng hồ Julius đến từ xứ sở Kim Chi. Được, anh chị em nào có nhu cầu mua mẫu nào thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình hoặc là comment dưới video này để sở hữu ngay đó. Vâng, chương trình này cũng rất là có hạn thôi, vì vậy cho nên là anh chị em hãy nhanh tay đặt hàng ngay cho mình một chiếc đồng hồ có giá rất rất là công nhân này nhé. Vâng, anh chị em thấy video này hay, hãy like, share và chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giới bắt chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa và mang đến những video hữu ích hơn đến với anh chị em trong thời gian tới. Vâng, kính chúc tất cả các anh chị em sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Bây giờ thì giới bắt xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần sau. Xin chào.